Theo quý vị, sáng ngày 10 tháng 8, công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết đang điều tra vụ cố ý gây thương tích tại phường Vĩnh Tuy khiến một người bị thương nghiêm trọng. Nghi phạm được xác định là Đoàn Vĩnh Hậu, sinh năm 1994, quê ở Nam Định. Vào khoảng 19 giờ 15 phút tại khu nhà trọ, ngách 124 trên 63 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng Hà Nội, xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Thời điểm trên, đối tượng Đoàn Vĩnh Hậu sinh năm 1994 quê ở Nam Định đến tìm gặp vợ cũ là chị VTT sinh năm 1994 cùng quê Nam Định. Tại đây một số người dân trong khu trọ chứng kiến đã vào can cũng bị hậu quay sang đánh. Bất bình trước sự việc anh C sinh năm 1993 quê ở Nam Định đang ở trong phòng trọ chạy ra hỗ trợ lập tức bị hậu cầm con dao đâm mạnh vào người khiến anh C gục ngã. Gây án xong đối tượng hậu bỏ đi anh C nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu phải mổ cấp cứu. Hiện công an đang điều tra xử lý vụ việc theo quy định.